Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị trận cờ hay. 4 trận đấu cuối của kỷ lục quốc gia Đặng Hữu Trang và kỷ lục quốc gia Dương Đình Chung diễn ra tối qua 12 tháng 4 2023. Mời bạn xem trận đầu tiên, Dương Đình Chung cầm rõ đi tiên, Đặng Hữu Trang cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.将军。
Tăng Chuyên. Tăng Chuyên. Tăng Chuyên. Tăng Chuyên. Tăng Chuyên. Xe 1 bình 2 giỏ xá. Trên đây thì Dương Đình Trung quân cờ nhận thua. Mà bạn xem ván thứ hai, Dương Đình Trung cầm đỏ lên tiền, Đặng Hữu Trang cầm đen thấu hậu, mà bạn thắng thức. Tăng Chuyên.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。chơi đến đây thì Dương Đình Chung hết giờ nên đã buông cờ nhận thua mà bảng xem ván thứ ba, Đặng Hữu Trang cầm đỏ đi tiên, Dương Đình Chung cầm đen thủ hậu mà bảng thức.
Chương trình. Xe 2 bình 7 bắt pháo bắt tượng. Trên đây không thể chạy pháo, nếu chạy pháo sẽ bị mất tượng và mã quân chiếu mất xe. Trên đây thì Dương Đình Trung buông cờ nhận thua mà bạn xem ván cuối. Dương Đình Trung cầm đỏ đi tiên, Đặng Hữu Trang cầm đen thủ hậu mà bạn thắng thức.
chơi đến đây khó lòng chống đỡ, Dân Đình Chung buông cờ nhận thua, mình xin đưa vài biến để dẫn đến sắc cục.将军，将军。Một kết quả bất ngờ 8-0 cho Đặng Hữu Trang. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ làm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và các bạn ở video sau.